Em cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay một con super rim em cũng đã hoàn thiện xong cho ông anh em ở Đà Lạt rồi. Sẵn đây em chia sẻ với anh em xem vui ha. Anh em xem video thấy có hay cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Giờ không để mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ chia sẻ anh em xem nha. Trước tiên thì em sẽ quay một vòng để anh em xem nha. Xe này em cũng mới xong luôn nha anh em. Mới dán tem xong luôn. Đây. Đó, dọn full từ trong ra ngoài. Super rim. Nói chung là nó không, mình đừng nói tính đời nha anh em. Mình dọn theo ý thích của mỗi người. Thì mỗi người mỗi ý. Em thì em dọn full. Full từ trong ra ngoài nha anh em. Nói thật với anh em luôn là chiếc xe này là chiếc xe Trung Quốc. Xe Trung Quốc nha anh em. Xe Trung Quốc mà nhưng chiếc xe kỷ niệm của ông anh em ở trên Đà Lạt. Thì ảnh mới gửi xuống cho em là Thắng ơi, em dọn cho anh một chiếc xe rim Trung Quốc, nhưng em dọn sao cho nó thành chiếc xe Super Rim Nhật. Đây, đây anh em. Thì em đã dọn, nói chung là xe này chỉ còn bộ giấy là Trung Quốc, còn bao nhiêu là từ trong ra ngoài là Super Rim hết nha anh em. Là từ con ốc ha. Em mua toàn bộ con ốc xé bịch như vậy nè anh em. Mỗi cái là khoảng đúng hãng Honda đàng hoàng nha. Nha anh em. Đó. Mỗi con ốc từ xé bịch hết tất cả luôn, từng chi tiết từ con ốc luôn nha anh em. Từ trong ra ngoài luôn. Đó. Em đi CD màu vàng Lý Bính Tịch nha anh em. Đang đi tem Lý Bính Tịch 207 ha. Đó. Quay một vòng anh em xem ha. Đấy, xe Trung Quốc nha anh em. Em làm chi tiết luôn nha, từ con ốc nha anh em. Đấy. Anh em coi ha. Gấp là gấp mới hết luôn nha anh em. Mới hết, bô mới. Nói chung là em từ trong ra ngoài là em mới hết, full mới hết. Bình xăng mới, phủ đầy mới. Nói chung là toàn bộ mới hết, từ trong ra ngoài. Xe Trung Quốc nha. Sườn nè, anh em coi sườn nè. Để em mở cái đèn lắp cho anh em coi. Sườn là sườn Vin nha anh em. Hãng nha, Vin hãng mới. Đắp bấm điện đây. Này là dơ nha anh em. Nói chung là dơ. Mình dọn theo ý thích anh em. Đây. Bao tay đồ tất cả là zin hết. Hai đồng hồ zin theo xe của anh xài lại nè. Ảnh gửi xuống cho em là cái đồng hồ với cái yên. Còn nhiều là mới hết nha anh em. Đây em đang nhận thêm một bộ nữa để dọn nha anh em. Này của Kiên Giang. Ha, Kiên Giang cũng là Trung Quốc nè, dọn full Nhật nha. Quay nha anh em. Đây phục đây. Anh em nhìn bên đây em sơn nhìn được không anh em? Cái đùm này là đùm nước sơn zin hãng nè. Anh em này, đây em sơn lại nè. Anh em nhìn 90 không? Như nhau nha anh em. Đó. 90. Ốc là ốc zin hãng nha. Đó, em xế bịch. Đó, cái phục sơn lại nha anh em. Đây anh em coi nè. Phục sơn lại. Còn cái đùm là cái đùm này là nước sơn, này là nước sơn zin hãng. Thì cái bạc này với cái nước này mình, cái phục này là mình sơn lại thì mình lấy cái này mình khoa là 90 nha anh em. Nhìn cũng anh em nhìn kỹ 90 nha. Đó. Có anh em nào nhìn thì cho em thêm một cái cảm nhận nha. Cầm zin hãng. Niền zin hãng, đùm zin hãng mới. Nói chung hôm mới hết luôn, chỉ có cây phục nè. Cây phục nè, thùng xăng lớn nè, cây phục, thùng xăng lớn, cái yên với cái đồng hồ đó. Còn đây Lý Bính Tịch là màu vàng nha anh em. Lý Bính Tịch là màu vàng thì mình đi bóng đèn này cho sáng nha. Bóng đèn là bóng đèn led thì Đà Lạt thì sương mù nhiều lắm, mình đi led cho nó sáng nha anh em. Đó, chi tiết nha anh em.
hay sao? Em mới dọn chưa lau nha, mình lau lần cái cho anh em coi ha. Anh em thấy sao? Rồi bên đây là mình bắn cát nha. Đó, bắn cát, ốc xế bịch. Bắn cát này là bắn cát nước nha anh em. Thì bắn cát nước thì cái màu nó sẽ không bị tái nha. Anh em thấy không? Không bị tái. Đó. Bình xăng là bình xăng mới ha. Em đi cái bình này là bình Superim đời 2000 nha anh em. À, cái bình này đi rất là ngon ha, chuẩn. Lọc gió zin Supreme luôn. Chung ra cái nào đi ngon là mình sẽ vô xe cho anh em đi chơi nha. Đó, đời mới. Rồi để mở chi tiết ở trong cho anh em coi. Trời này mưa quá không biết đi gửi xe kịp cho ông anh luôn. Là mình dán tem xong là chuẩn bị đi nè anh em. Mà giờ chuẩn trời đi chuẩn mưa đen hù lùi luôn. Đây, thì ở trong đây nè. Xế bịch từ con luôn nha anh em. Ha. Phòng xế bịch từ con ha. Đó, phòng xăng ha. Xế bịch hết. Đó, phục đây. Đúng Superim ha. Đó, đát 2020. Xế bịch hết. Đèn sau. Che biển số toàn bộ ha, cốp đồ này kia là xế bịch hết. Rồi giờ mình sẽ nổ máy nha nè, nổ máy anh em xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy nha nè. À, bấm là nổ nha nè. Cái máy này nè, cái máy này là cái máy nguyên zin của ông anh gửi xuống, mình chỉ nhận là vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, bắn cát lại thôi, gắp vô lại chỉ có vậy thôi nha anh em. À, cái máy rất là im. Đầu ET nè anh em. À, anh em thấy không? Đầu ET. Đây là bình xăng ha. À, Superim đời đầu nha anh em, nó giống như zin Thái vậy đó. À, bình co bộ e là triệu mấy nha, nhưng đi rất là ngon nha anh em. Mới chứ đi rất là chuẩn nha, đúng bình của Thái đi chuẩn lắm nha. Còn đây là của đời nè, em đi có đồ đời của Thái luôn, có tem luôn. À, cái máy cực im nha, nghe tiếng lốc cốc chả còn nè. À, nhiều anh em á, anh em nói là cái nồi zin nẹt cái buông ra tiếng lóc cốc còn. Đây cái nồi này tháo ra làm vẫn còn tiếng lóc cốc y chang như nồi zin nè. À nè ha. À vẫn chả lóc cốc. Đó. Nhiều anh em không biết, anh em nói là cái nồi zin nó mới có chả tiếng đó. Đâu cần zin vẫn chả bình thường anh em. À cái bồ nổ rất là chắc nha nè. Mình sẽ đi cái đường viền này nè anh em. Cái gì này nè, mình sẽ đi lại hết. Ở đây nó có quất nhẹ này, bát cái nó ra nha anh em. À, đi cái đường viền để do nó đừng có cắn vô cái cốp, cái sườn nha anh em. À, cầm zin mới, bao tay zin mới, chung là cầm con tắc zin mới, hãng hết nha, dây e, dây ga hãng zin mới hết luôn nha anh em. Nói chung là xe này là anh em cứ soi ở máy từ trong ra ngoài, em bao anh em từ trong ra ngoài, từng con ốc, từng chi tiết, từ miếng tôm đền luôn đều xé bịch hết. Đó, xé bịch là giống như vậy nè anh em. Đó, anh em mua từ con là xé bịch ra, từ miếng tôm đền cũng vẫn xé bịch nha anh em. Đây con ốc này cũng vậy nè, xé bịch hết. Đây anh em coi ha, má đùm nước sơn zin nè, zin hãng nè, phục anh sơn lợi nè, anh em nhìn coi. Đó,
ruột là zin nha anh em. Ba ga zin, mắt mèo rồi zin hết. Đắp bọc sơn zin. Cần số của ông anh gửi lên ha. Anh em xem video thấy có hay cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Chung xe anh em dọn hơi kỹ xíu nha anh em. À quên nữa, mẹ em nói với anh em, xe này sườn mới, nói chung là từ xe bịch từ trong ra ngoài hết. Thì dọn con này nó có giá tầm khoảng 34-35 triệu nha anh em. 34-35 triệu là ở đây chính tay em dọn nha, là toàn bộ đồ của em hết nha. Ông anh chỉ gỡ lên là cái cục máy thôi nha anh em, cục máy thôi, nguyên cục máy thôi đó, còn như là sườn bọng rồi các cái từ đó là của em hết, là giá 35 triệu. Nhưng anh em mà đi ra chỗ khác dọn đó thì nó sẽ giá nó khác nha anh em, mỗi người dọn nó sẽ khác nhau nha anh em. Có chiếc dọn lên 40-40 mấy đó là chuyện bình thường nha, 40-50 có luôn nha anh em, tùy theo người dọn nha anh em. Thì anh em cứ quýnh với hỏi thì sao có chiếc dọn 40 có khi chiếc dọn 50, đó tùy theo người dọn thôi nha anh em. Còn riêng em ở đây thì em chỉ biết là vô hãng em mua từng con ốc, từng con ốc, từng con ốc ra bill nhiêu là em sẽ ghi lại, ghi lại hết nha, để em quay bill cho anh em coi ha, à, cho anh em tham khảo luôn. Đây, cái này nó hơi khuyết điểm xíu, em xin che cái hàng thứ hai lại nha anh em. Này anh em coi nè, sườn Supreme giá 3 triệu, anh em vô hãng anh em mua khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 1 nha, tùy chỗ bán nha, có chỗ bán nó mắc hơn 100-200 nha. Còn thứ hai này em sẽ chia, em sẽ che lại nha, nó là khuyết điểm, ông anh sẽ, ổng sẽ biết nha. Nè anh em coi từ trên xuống dưới nè, đó, gấp bột sên ha, gấp bột sên 1.1 triệu nè. Anh em coi, anh em tham khảo nha. Em dọn là chi tiết là em ghi quà tẹt với hết luôn nha anh em. À, mình việc thật là người phạt việc thật, là mình không có sợ gì cái này nha anh em. Lấy công làm lờ thôi. Đây. Đó anh em, muốn anh em tham khảo nha. Còn đây. Đúng hãng hết nha, đúng hàng Honda nhà hãng rồi nha. Cùi đĩa spare đồ hãng, nói chung là đồ hãng hết nha anh em. Đó. Đây. Đó, mình sẽ quay cho anh em coi, gọi anh em nào muốn dọn thì cứ alo cho em nha. Đó. Thì tổng bill hết trong nay dọn cho ông anh khoảng gần 35 triệu nha anh em. Nói chung là gần 35 triệu. Kết sổ nha. Đó, anh em dọn xe thì cứ alo cho em nha. Em dọn em ít có quay lắm, bữa nay em mới quay đó nha anh em. Dọn nhiều xe mà nhưng ít có quay lắm. Ở đây nè, ông anh gửi thêm một chiếc nữa nha anh em. Đó, đây là của Kiên Giang, ông anh này thì Việt kiều Mỹ nha. Đây anh em thấy ha. Rồi, video tối nay em xin kết thúc nha, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha. Đây còn đồ này nha, nhà em bên đây, tiệm em bên kia nha anh em. Đó, tiệm bên đó thì anh em vô mua đồ anh em cũng biết ha, cái tiệm em bên kia thì đồ của Tùng rồi hay này kia rồi em để bên kia hết. Đây là nhà của em bên đây, thì anh em cái địa chỉ của em đây, đây địa chỉ nhà nha anh em. Anh em cứ cần gì thì cứ liên hệ cho em nha. Em ở hẻm 1982 ha. Đây là địa chỉ nhà 1982/13/6/4A ha, đường Bình Tân Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh em. Còn cái hẻm mới bây giờ nó là ghi là 1982/27/12 ha, là vô tới em nha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em đã bỏ một chút thời gian đã xem video của em. Nhớ cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều.